Đinh Quang Thái Hoàng Trọng Thụy trở lại với tất cả quý khách đánh giả với phần tin tức nổi bật vào chiều thứ ba hôm nay gửi lời chào Đinh Quang Thái. Kính chào quý khán giả của Lý Don Sơn TV và anh Hoàng Trọng ạ. Thú thật, Vinh đinh quang tháng và thú thật với quán, quý khán giả bắt đầu từ ngày thứ hai mà khi nghe chúng tôi nghe đến những cái tin tức liên quan đến số người Mỹ nghĩa là đã rời khỏi nhà đi à, rời khỏi nhà đi đến à, đoàn tụ hoặc là đi chơi ở các nơi đó rồi rồi nghĩ tới cái chuyện phải đi chợ rồi bạn bè nó cứ gọi tới tới để mà chuẩn bị. Anh biết không à, chiều thứ ba à, là chúng tôi đã có một cái bữa tiệc. Có rồi đó. <laughs> hôm nay <laughs> hôm nay là có định rồi thứ tư thứ năm rồi gia đình nghĩa là rồi cho tới chủ nhật luôn cho nên cái tinh thần ăn uống tinh thần làm chúng tôi đôi khi sao lãng công việc làm đó anh, là anh có này. những người ngược lại dạ, vâng. mỹ họ có một cái chữ nó gọi là sun down uh, syndrome sun down syndrome, syndrome tức là sao anh tức là có một số người cứ buổi chiều tới khi mà mặt trời lặn á, ừ. là họ bị một cái cảm giác buồn bã, à. không định được tại sao mình buồn. Cái này nói thật, trường hợp cá nhân tôi đó, ừ. tôi bị depressed từ hồi tôi qua Mỹ tới giờ, cứ vào mùa Giáng sinh. À, tại sao? À. Bởi vì cứ mỗi lần mới đi vào mà trong một cái shopping nghe tiếng nhạc Giáng sinh, ừ. thấy người ta chuẩn bị Tết Nhất vân yeah. v vân Tự nhiên mình hỏi. có một cái nỗi buồn kinh ừ. khủng. Là bởi vì có thể là mình đã trải qua những năm tháng sau năm 1975 ở Việt Nam, đi tù phải không? đi tù ừ. cũng có sống ở ngoài yeah. đời người là đói khát yeah. và mình không thấy được cái rộn rã của cái ngày ừ. giáng sinh đó. Qua bên Mỹ thì bây giờ xa quê hương là một nói theo ngôn ngữ bình dân của anh em nhậu nhẹt xa quê hương nhớ mẹ <laughs> hiền á chưa bao giờ về hết thì cái mùa này cá nhân tôi đó ừ. không phải là uh, sân syndrome nhưng mà nó gọi là cái Christmas syndrome tức là cứ cái giáng sinh, à? giáng sinh là mình bị ừ. nhưng mà thưa quý vị uh, nước Mỹ này là tương đối là ít ấy, chứ còn bên Anh đó, cái số người trầm cảm dẫn đến từ từ và cái mùa này đông ghê lắm. Ừ. À, họ cảm thấy rằng tự dưng vào buổi chiều 3 bốn giờ chiều sương khói nó bắt đầu phủ xuống, cô ừ. đơn lạnh lẽo. Mặc dù họ là người bản xứ đẻ ra xứ nước Anh yeah. cũng vậy. À, chúng ta sống từ cộng đồng miền Nam California này ở quận Cam đông đảo người ừ. Việt đi ra Ôi thì ơi. ăn bún chả, ăn uh, hủ tiếu, ăn uh, bún bò Huế vân vân phải không? Thậm yeah. chí là có thịt luộc mắm tôm. Nữa. Chúng ta thấy đó là quê nhà một phần. Yeah. Nhưng mà có những đồng bào mình sống ở những cái tiểu bang hoặc là những cái nước mà uh -huh. chúng tôi biết ở những cái thành phố như là Nhà văn Thế Giang chẳng hạn sống ở tại môn ở bên Đức á. Tôi đến thăm anh bảo 30 ngàn người đây chỉ có một mình là người Việt Nam thôi à. Wow! Yeah. Nhưng mà ít nhất thì các công ty Mỹ Đội Sài Gòn TV cũng cố gắng tổ chức cái lễ tạ ơn trước ngày các thành viên cũng như là nhân viên nghỉ ngơi. À, vào thời điểm này thì ở tại tòa bạch ốc tổng thống Joe Biden vào thời điểm mà ông theo thông lệ hàng năm như là ân xá cho hai con gà tây đó thì lại rơi đúng vào ngày sinh nhật của ông sinh nhật thứ 81 <laughs> và cái việc mà ông cắt bánh sinh nhật rồi tuyên bố vân vân ông lẫn lộn giữa Britney Spears với cô Taylor Swift thì cái chuyện đó cũng là một trong những cái sơ xuất tương tự như ông Trump xuất hiện ở Iowa mà cũng không biết mình xuất hiện ở cái 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 thành phố nào lộn với tiểu bang khác thì cái vấn đề hiện nay đã cái tuổi tác được đề cập tới đối với tổng thống Joe biden nhiều hơn ông trump thì bên phía tòa bạch ốc cũng chỉ trích giới truyền thông đó, đặc biệt là CNN ngày hôm qua đã đăng một cái bài nhận định về cái ngày sinh nhật của ông tổng thống Joe biden rơi vào thứ 81 đề cập đến những cái cuộc thăm dò và phần lớn thậm chí cử tri của Đảng Dân chủ và những chiến lược gia của Đảng Dân chủ cũng bày tỏ mối quan tâm về cái tuổi cao của ông tổng thống Biden, thậm chí có người là nghĩ rằng ông nên nhường bước cho một ứng viên khác để thay thế. À, ông ông Joe Biden biết uh, điều đó cho nên ông đùa trong những uh, ngày mà ông xuất hiện ở bên trong tòa Bạch ốc. Nhất là trong cái thời gian hiện nay các cuộc thăm dò đều cho thấy có vẻ như là bất lợi đối với ông Joe Biden. À, thưa anh Đinh Quang Thái, à, thời điểm này mà nhắc tới sinh nhật và rơi vào cái mùa lễ này, rồi ngày thứ 81 nữa. À, so sánh thật sự ông Trump á, thua ông Biden bao nhiêu? 4 tuổi phải không ạ? 76, 4-5 tuổi khoảng đó. À, có công bằng cho ông Biden vào thời điểm này không? À, cái chứ công bằng hay không là tùy cái nhìn của thành phần nào mới được. Yeah. Những người mà họ nhìn thấy những cái thành quả của ông Joe Biden trong mấy năm ông làm tổng thống vừa mm -hmm. qua đó, thì họ tin rằng ông vẫn còn có khả năng để tiếp tục. Yeah. Ngoại trừ những lúc mà ông có một tí lần ổn cái này cái kia. Mm -hmm. à, còn với những người mà họ vốn là họ đã không ưa gì ông Biden rồi, đó, thì dĩ nhiên người ta sẽ, sẽ chỉ trì xét vào cái yeah. tuổi già của ông. Mm -hmm. Còn đối với ông Donald Trump cũng thế những người mà đã không thích ông Trump nữa, thì bây giờ ông Trump có trẻ chăng nữa người ta vẫn có lý do để người ta bảo là ông Trump không có xứng đáng để mà ra lãnh đạo nước Mỹ chẳng hạn. Còn mà những người mà đã <laughs> ủng hộ ông Trump thì có bây giờ 90 tuổi chăng nữa người ta cũng không thấy thành vấn đề. Nhưng thưa quý vị đây là một cái chuyện nó rất là chính trị, chính trị của Mỹ phải không? và chính trị của nước nào cũng thế thôi. Khi mà người ta muốn chỉ trích một đối thủ hoặc là người ta muốn tạo dư luận cho một chuyện gì đó thì nêu ra những vấn đề này nhưng mà trở lại như thế này này. Ông tổng thống Biden có làm được những việc uh, thành quả tốt cho nước Mỹ trong 3 năm qua hay không? Yeah. Chúng ta phân tích kỹ chúng ta thấy là ông làm được rất nhiều việc. Nhưng mà bảo rằng trong tương lai với cái tuổi đó, ông có còn đủ sức để mà ông cáng đáng cái công việc một cái gánh nặng ngàn cân trên vai như vậy hay không? Chúng ta không biết. Yeah. Cái câu hỏi là nếu bây giờ cho dù tổng thống Joe Biden bảo rằng tôi không ra tranh cử thì gương mặt nào sáng giá của đảng dân chủ. Nếu mà lúc đó thì mới, mới, mới bắt đầu họ mới trồi lên. Chứ còn bây giờ theo cái sinh hoạt chính trị của nước Mỹ đó, khi một vị đương kim tổng thống ở cái nhiệm kỳ thứ nhất mà tuyên bố ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai đó, thì trong nội bộ đảng thường thường người ta không có đưa người ra để kèm dựa. Ngoài trừ có một vài cá nhân bố tôi tôi muốn ra thử xem giữa tôi với ông Biden là người ai được cử tri uh, uh, gọi là ủng hộ nhiều hơn. Nhưng mà theo truyền thống đó thì cái chuyện đó nó khó xảy ra. Đó. Thành thứ ra, từ giờ cho tới năm 2024, bốn uh, mình không biết có chuyện gì có thể khiến cho Tổng thống Joe Biden nghĩ rằng ông ông nên để cho một thế hệ khác lên lãnh đạo dân chủ hay không thì tôi không biết. Nhưng mà cho dù là ông ấy không có uh, nhường bước và vẫn tiếp tục ra tranh cử đó, thì tôi thấy là cái phân tích hiện nay của cử tri Mỹ đó, theo những cái gọi là thăm dò dư luận đó, nếu mà đối thủ của ông Biden mà là ông Donald Trump thì ông Biden có nhiều phần thắng đấy là bởi vì với tất cả cái số phiếu của phía bên cử tri độc lập cộng với phía bên dân chủ và chưa kể một số cộng hòa cũng chán ông Trump nữa thì ông Biden vẫn có hy vọng. Nhưng nếu mà ứng cử viên khác của Đảng Cộng hòa không phải là Donald Trump thì kết quả chưa chắc ạ. Chưa chắc là ông Biden đã thắng, cái đó mình không biết. câu hỏi chúng tôi đặt ra là công bằng hay không á bởi vì bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một đương kim tổng thống nhiều tuổi nhất. Vấn đề chính ở đây đó là chúng ta nhìn vào cái sự lãnh đạo của một người lãnh đạo quốc gia đó có phải dựa trên tuổi tác của họ hay là cái sự thành công giữ cho đất nước ổn định, nền kinh tế tốt, công an việc làm tốt, chính sách đối ngoại ổn định, vân vân và cái việc đối phó của chính phủ đối với những biến động ở nước ngoài hay bên trong nội bộ của Hoa Kỳ lãnh đạo đó nếu như một cái người đó trẻ tuổi thí dụ như để bốn 40 tuổi nhưng mà không cán đáng nổi đó thì tuổi tác đến lúc đó có được đề cập tới không hay là lúc đó họ sẽ nhắm vào với cái tài lãnh đạo là gây ảnh hưởng đến cái sức mạnh của đất nước Hoa Kỳ này cho nên cái vấn đề ở đây tuổi bao nhiêu và cái à, cái việc mà à, quyết định của ông tổng thống của nước Mỹ cái tài lãnh đạo đó so với những vị tổng thống trước đây có gì khác biệt hay không hay là vẫn giữ cho cái tình hình ổn định của nước Mỹ thì tại sao cái tuổi tác lại đưa ra vào vấn đề này một khi ông vẫn còn đủ cái khả năng để lãnh đạo nước Mỹ. Chúng tôi tiếp tục với câu chuyện của tin tức đổi bật chiều thứ ba mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.